test mẫu bia giá rẻ K9 nhá. À, giá rẻ thì đó hơi không đúng lắm, đúng ra phải dùng từ là siêu rẻ. À, bia 3.0 nhưng lại có mức giá sao có hơn 600.000 một chút thôi. À, siêu rẻ. Rồi vào mình test nhá. À, đây là ánh sáng của chế độ code này. À, mình test là điều kiện đây là trời đang mưa nhá, mọi người nhìn đường này đang mưa này. Và dưới cái đèn cao áp, đèn cao áp ngay đây này, đấy, ngay cây này, ngay cột để chiếu xuống. Đó. Nên là ánh sáng nó sẽ không được sáng như bình thường nhé, nó sẽ tối hơn bình thường một chút. Đó. Đây độ sáng của chế độ cốt này, nó cũng không có cái gì nổi bật cho lắm, ở mức trung bình, công suất thì là khoảng 48-50W. Đó. Đó. Rồi, có một cái điểm cộng nhỏ cho cái mẫu bi giá rẻ này, đó là về phần cốt. Cốt ở hai bên rất là rộng mọi người nhìn này. Đó. Mình phải nghiêng như này thì mình mới xem hết được cái độ rộng của cốt. Đó, nhìn không? Rất là rộng. Thậm chí nó còn rộng hơn những cái mẫu bóng khác trên thị trường đó. Nào, nhìn mọi người nhìn này, rộng không? Đó. Rồi. Pha nhá. Đó, đây là ánh sáng chế độ pha này. Đó, cũng khá là cao đúng không? Cốt pha. Rồi. Ok, cảm ơn mọi người xem video.